Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động, Nguyễn Thị Diệu Thúy được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhan sắc và tài năng cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô đang là một giám đốc. Qua các phần thi, gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Bài giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô, thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu. Chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả. Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ bà đẳng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm 2 giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa. Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động. Nguyễn Thị Diệu Thúy được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhan sắc và tài năng cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô đang là một giám đốc. Qua các phần thi, gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Bài giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô, thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu.
chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả. Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ ba đảng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm 2 giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa. Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động. Qua các phần thi gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Ban giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu. Chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả. Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ ba đảng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm 2 giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa. Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng.
Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động. Nguyễn Thị Diệu Thúy được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhan sắc và tài năng cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô đang làm một giám đốc. Qua các phần thi, gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Ban giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu. Chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả. Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ ba đảng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm 2 giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa. Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động. Nguyễn Thị Diệu Thúy được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhan sắc và tài năng cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô đang làm một giám đốc. Qua các phần thi, gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Ban giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu. Chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả.
Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ bà đảng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm 2 giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa. Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động. Nguyễn Thị Diệu Thúy được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhan sắc và tài năng cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô đang là một giám đốc. Qua các phần thi, gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Ban giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu. Chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả. Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ bà đảng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm 2 giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa.
Vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá, nữ doanh nhân Diệu Thúy bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe Business 2019 tại Thái Lan, nhận tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Diệu Thúy là một trong những đối thủ nặng ký kể từ khi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2019 trong quá trình khởi động, Nguyễn Thị Diệu Thúy được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhan sắc và tài năng cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô đang là một giám đốc. Qua các phần thi gồm trang phục áo dài của nhà thiết kế Đức Minh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Oanh Phan, nữ doanh nhân Diệu Thúy đã thể hiện phong thái bản lĩnh để đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Business 2019 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết là doanh nhân, cô quen với phong cách làm việc cầu toàn và nghiêm túc. Khi bước vào cuộc thi, cô đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Nữ doanh nhân tâm niệm luôn phải cố gắng hết mình để bản thân đạt được những kết quả tốt nhất trong các vòng thi. Ban giám khảo sẽ đánh giá phần thi ứng xử của cô thông minh, ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa nhân văn. Theo đó, cô đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và xã hội của mình trong một năm đương nhiệm với cương vị Hoa hậu. Chặng đường đẹp và cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi. Thành công tôi có là nhờ sự yêu thương của khán giả. Có thể nói sự dịu dàng, khiêm nhường, gần gũi với tài năng kinh doanh xuyên quốc gia của Diệu Thúy đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Chị luôn khao khát quê hương mình, bà con mình có cuộc sống đầy đủ văn minh, người già được chăm sóc, trẻ em được đến trường, hội nhập vào giáo dục quốc tế. Cuộc sống của chị là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, không ngừng học hỏi, từ kinh nghiệm kinh doanh, tìm hiểu công nghệ mới, đến học ngoại ngữ để có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài. Chúc mừng chị, người phụ nữ của mảnh đất Vĩnh Phúc yêu thương, có phong trào phụ nữ ba đảng. Trong giây phút công bố kết quả chung cuộc, Diệu Thúy đã vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên. Trong sân chơi nhan sắc này, người đẹp nhận thêm hai giải phụ, Hoa hậu tài năng và Hoa hậu có nét đẹp vượt thời gian. Tân Hoa hậu chia sẻ, giải thưởng này là động lực giúp cô hoàn thiện bản thân và làm nhiều công việc có ích hơn nữa.